Hello, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Và video ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ đi tìm tài nguyên để chế tạo cái con robot Enforcer. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ vào nhà làm hai cái yên Chike trước. Đó, hôm nay chúng ta sẽ cưỡi Chike đại chiến với lại các con khủng long Sida ở bên ngoài thành phố. Đó sẽ là cái mục tiêu ngày hôm nay. Rồi, nói thế chứ không biết đánh nổi con T-Rex không. Hôm qua còn thấy cả Giga. Ủa? Ở nhà mình đâu nhở? Đây mà. Đây. Ừ, nay có khi... À không được, đang tính bảo là chớ cái bộ giáp khác nhưng mà cái điểm học đồ nó hết sạch rồi. Hôm nay chắc là cũng sẽ lên được level 40. Tại vì đi đánh nhau nhiều chắc là sẽ lên. Rồi. Ồ, con Chike kia thì 68% rồi. Vậy là bây giờ làm hai cái yên Chike là sẽ vừa kịp thời gian. Hay là làm cái thôi nhở? Ừ, con này đỡ nhà đi. Mình cưỡi con 300 đi các bạn. À, còn con Stego nữa. Cũng muốn bắt một con 240 à, được đấy. Mà đỡ sau đi các bạn. Hôm nay mục tiêu chế tạo con người máy. Thì nhiều bạn nói mình đập cột đèn này nó sẽ ra nhiều tài nguyên à. Thôi được rồi, để mình sẽ đi kiếm cái cột đèn nào nó xa xa anh em. Cột đèn này ở nhà mình nó đang đẹp, đập đi nó phí. Đây. Để mình đi tìm cột đèn nào nó xa xa. Đây. Không ăn thua. Nó đập rất là ít. Kiểu các bạn mình biết ngay mà. Mình tưởng nhiều lắm cơ, nhưng mà không, có vài cái à. Mà nó có ra cái polymer đâu, cái mình cần là polymer ấy. Phí à, cột điện nhìn nó đang đẹp, không biết là nó có hồi sinh lại không. Cột điện mà hồi sinh lại được nghe nó cũng kỳ kỳ ha. Này. Con nào đây? Ăn kilo. Đó, giải cứu nó. Thôi chắc là đi vờ thôi. Tầm này mình chỉ có hóng cái bọn robot nó bị giết á, rồi qua hôi đồ farm xác. Chỉ có như vậy là nhanh thôi. À, con Chike xong rồi này. Thôi anh em ạ, hôm nay chính thức là cho Mochop nghỉ hưu, cộng với lại là cho Iguanodon nghỉ hưu, cho Raptor nghỉ hưu. Đấy, cho cả ba đứa vào hưu luôn. Từ ngày hôm nay là có nô lệ mới là Chike. À đây, đi bộ đi. Rồi. Mình nướng sắt cái. Hất gỗ rồi. Có khi phải bắt một con hải ly các bạn ạ. Tuy nhiên là hải ly mình không đủ level làm yên ấy, thì chắc là bắt một con stegover, con khủng long gai để farm gỗ. Rồi đón Chike vào thôi. Mà không biết là mấy con khủng long Sida có bắt được không các bạn ạ, không biết. Lúc nào thử xem.
Đây. À, có cái đường đi mình chưa đi lần nào nè. Đi thử xem là cái gì ha. Wow. Trời. Đi chậm quá anh em ạ. Ở đây đi. Mình đi bộ cho nó nhanh. Trời ơi, nhìn nó đẹp không? Đây là khi thiên nhiên và đô thị nó hòa lại là một đấy anh em ạ. Đâu đâu cũng thấy nhà cửa và đâu đâu cũng thấy cây cối. Có cả sông suối ở dưới này này. Kính này nhìn thấu thấu xuống được này, nhìn thấu xuống luôn. Trời, hãy quay lại các bạn ạ, lại khát rồi, không có đi xa được. Tưng 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 tưng. Ngoài đời ngay cả ở bên 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 ngoài 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 làng quê các bạn ạ, mấy cái nông thôn á, bây giờ người ta cũng trải đường bê tông rồi, đường nhựa hết rồi. Nói chung bây giờ ngay cả thôn quê nó cũng không không có nhiều cây nữa đâu anh em ạ, nó cũng gần như là giờ có cái dư vị giống thành phố rồi. Trời, nó farm kìa. Đó. Uầy. Nó nhiều phải gấp mấy lần. Con ai quân Odon ha. Con này đi chậm quá. Con này mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên cộng cái tốc chạy lên một tí. Nó. Nó. Trời. Ờ đi luôn nha mọi người. À đi luôn đi luôn. Ở đây là mình sẽ tạm một ít narcotic rồi mình đi luôn. Không có ấy nhở. Hết tên đá rồi. Ồ, mình lên 37 này. Sắp lên 38 rồi anh em ạ, sắp có chim rồi. Tập ngày hôm nay tập thứ 3 và mới lên 37. Đợt này series cũng chậm à, sống chậm. Đó. Ba lần đánh nữa nó mới chết. À nó có tu bồ này.
Con Giga nó có turbo à, là bắt được á. Trời, 560 đúng không? Nè, này bọn này đâu có cái turbo mà, có khi bọn này vẫn bắt được nha. Đây rồi, trời, thôi tha cho con tách Parasaurus đi, vào đánh nhau luôn này. Ôi nhưng mà con Giga anh em ạ, hơi căng, kể một đàn chim. Cái bọn này gọi là bị Sida, nhưng mà thật ra thì hình như là bọn này nó bị cái con Alpha King Titan boss cuối nó huyền rủa. Bọn này là khủng long bị huyền rủa anh em ạ. Bọn này là nó bị huyền rủa nên là nó tím tím như vậy. Kìa. Con chim kia nó bị hai con Bate Sida đuổi theo kìa. Trời, không đánh nổi con này rồi. Thôi đi đường này đi. À, 38 luôn này. Châu vậy kìa. Hai cấp. Con này không có túi đồ nhá. À này nó rơi ra nè. Cái này nó là cái mà mình bảo là nó có cái tác dụng giống polymer. Ôi trời, nhưng mà đứa có 3 cái à. Hay là phải dùng chày đập nhỉ? Có 3 cái à. Không không ngon lắm. Ít quá. Nên là mình xem thử làm cái chày nhá. Có khi dùng cái chày nó lại đập ra nhiều hơn. Đây. Gỗ và fiber. Lấy đâu ra gỗ đây? À đây đây. Trời, con rắn kìa. Nó được cái gì này? Cái này là cái gì đây? Một cái loại nhựa cây gì đó. Ồ, nó cái cây này có gỗ à, nhưng mà cái loại gỗ này nó giống như là gỗ từ mấy cây nấm. Nè, đó. Kiểu như là một cái loại gỗ mềm. Đây, cây chày đây. À, con nào bị giết kìa. Hai con Proton nó vừa xử cái con nào á. Quá hôi đồ thôi. Ô, con nào chết à? À không, cái cành cây. Stego. Mang đi ra ngoài cho em phang cái. Ba trăm và 40. 37 nghìn turbo. Căng à. Giết
nhưng mà có vẻ không ổn lắm anh em ạ, tại vì là mình phang bằng cái cây chày nhưng mà nó không ra nhiều, vẫn vậy có vài cái thôi, không ổn lắm. Cái này thì hôm nay chưa làm được cái ấy rồi, chưa làm được cái con người máy rồi. Phang lại nhá. Được có một cái à. Đánh con này luôn. Ồ, Raptor. Ồ, lên 6 cấp rồi. Kiểu này là mình phải qua núi băng các bạn ạ. Qua núi băng rồi farm polymer. Ít quá à. Rơi ra ít quá. Thôi, từ bỏ việc làm người máy thôi. Không có polymer. Tỏi hơi đi vờ anh em ạ. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ vờ nhà bắt con chim. Chim thì có rất là nhiều rồi. Ba sáu nghìn. Sao bọn này nó không bao giờ đi vào đây nhở? Đấy, cái bọn này nó ngay ở cửa nhưng mà nó không bao giờ đi vào thành phố nhá. Hay bây giờ mình thử dụ nó vào trong thành phố thì như nào? À thôi anh em ở nhà mình ngay kia dụ vào nó đập chết đấy. Nhưng mà tò mò cơ, dụ đi vào thành phố thì không biết có gì à? Khoan, mặc dù là polymer nó farm ra ít nhưng mà mình quên mất là số lượng là cần bao nhiêu polymer để làm ra một con robot nhá. Mình check lại xem cần nhiều không. Nếu nó cần ít thì vẫn làm được mà. Để mình tìm cái ảnh hôm trước mình chụp. Nó cần, ôi nó chỉ cần 30 polymer thôi. À, mà quan trọng là nó có nhận cái loại polymer này không này. Đây là mình mà bắt con chim trước đi. Con người máy ở đằng sau, và con người máy nghe có vẻ không dễ làm đâu. Con chim trước vậy. Hôm nay phải có chim. Tên mơ này. Thịt đùi. Ủa mình không có miếng thịt đùi nào à? À đây. Ôi con này gần chết rồi. Mà level yếu quá. Các bạn có tin là chim thì có rất là nhiều, nhưng mà đến lúc mình đi bắt là sẽ không có con nào không? Có tin không? Đây là điều hiển nhiên. À đây. À 300 ha. Ok baby 300 này. Sắp xỉu rồi. Nào.
Trời, đâu vậy? Level cao quá. Bỏ đi. Bây giờ đi kiếm thịt đùi. Thịt đùi bây giờ kiếm thì cũng hơi khó đấy các bạn ạ. Thịt đùi tầm này chỉ có giết mấy con Stego mới có thôi. Đi ra ngoài toàn mấy con Sida, giết nó có ra thịt đùi không? Hình như có mà nhỉ. Nhìn cái con này ngứa mắt thật thật, nếu mà nó yếu máu một cái là mình vào mình chơi nó luôn này, con đi ga này này. Ngứa mắt thật. Mà không làm gì được. Đây con này chắc có này. Ôi level 500 à, mà nó yếu rồi. Năm cái thịt đùi. Ồ, level 500 có khác các bạn ạ. Giết xong một cái là lên 6 cấp luôn. Trời, này mà có x2 chắc là lên 10 cấp. Ôi, ngon ngon ngon. Cộng cộng gì đây? Mình nghĩ là mình cộng máu, mana, oxygen. Cộng tốc chạy đi. Rồi, có thịt đùi rồi. Vào thôi anh em ạ. Ngay ở bên kia à. Sắp có chim rồi, sắp có chim rồi, sắp được bay rồi. Trời. Ở bên bản đồ Etension này thì nó có mấy con thú mới à? Thì có mấy con như con sâu to ấy, con Gabang ấy. Đúng không? Đúng tên không? Có khi mình nhầm, với lại có cái con Gacha. Hai cái con này nó hơi tù tù anh em ạ, bắt vờ nó. Mình sẽ bắt nhưng mà có lẽ không phải bây giờ anh em ạ. Thịt đùi á, ăn đi nào. Ôi trời, 69% kìa. Thịt đùi ăn nhanh thế. Ăn phát nữa anh ơi. Bờ te. Nào. Mệt lắm ý. Ôi ôi, nó cắn gần chết kìa. Chơi nó, đúng rồi. Đúng rồi, ngoan. Xác đâu? Thôi vờ. Đó là có chim rồi, có thể bay rồi, vừa làm cái yên rất là nhanh. Nhà mình có chi tin sẵn rồi. Mục tiêu sau khi có chim là sẽ bay đi đâu các bạn? Ở trong thành phố thì...
Mình không thấy có con nào đáng bắt lắm. Có mấy con đáng bắt thì mình chưa đủ level. Yên này. À, mình làm cái bình nước à. Trời, lúc nào nó cũng khát á. Không có cái bình nước thì hơi sai lầm. Xem bình nước là nó sẽ cần gì đây. Xi măng à, thôi xong. Hơi khó đấy anh em ạ. À đây chứ. Xi măng. Được 10 cái được không? À được các bạn ạ, làm được, cố gắng làm lấy 2 bình. Hai bình này. Đó, có bình nước luôn, ngon. Ôi, 45 luôn này. Rồi. Trời ơi, được bay rồi anh em ơi. À, bây giờ mình đi check xem cái đây, ngay ở đây. Này nha. Ủa, cái gì vậy? À, nó có nhận này các bạn. Này, polymer cần 30 cái. Bỏ vào đây là nó nhận 12 polymer này. Cái này được coi như là polymer à. Trời. Ngon rồi, còn thiếu cái element đút là 500 cái là hơi nhiều rồi. Ở nhà hình như có khoảng 300 cái hay sao. Nhìn nhìn xem có thằng robot nào chết rồi lao vào farm xác à. À, nhà mình lắm đường đi quá anh em ạ. Thờ. Cái thành phố này nó nhiều ngõ, nó nối với nhau, không 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 thuộc đường nổi. Nào đi ra ngoài cái xem nào. Có mấy bạn comment bảo mình anh bắt con chim đi ra ngoài nhà thính. Thì tôi không biết là thính ở bên bản đồ này nó như nào nữa. Tại vì chơi đến hôm nay là tập thứ 3 chưa thấy có cái thính nào nó bay từ trời xuống. À bên kia núi tuyết hay sao này. À. Còn một cái nữa là sa mạc. Nhưng nó nằm đâu ạ? Đây. À không, bây giờ qua núi tuyết là bị lạnh đây anh em ạ. Hơi hơi căng. À. Sa mạc. Sa mạc nằm ở đâu ta? Có lẽ là phải bay cao lên để nhìn ha. Trời, vậy là ngày xưa cái thành phố này nó rộng lắm nhá. Này ở kia nó có cái nhà to to, bên này nó cũng có cái công trình này. Ngày xưa nó rất là rộng, bây giờ nó bị phá tanh bành rồi. Gần như là toàn bộ cái bản đồ này nó đều có cái công trình ha.
Đây là những cái phần rất nhỏ còn sót lại thôi. À, nó nằm bên kia kìa, sa mạc kìa, bên này núi tuyết. Bản đồ này nó có hai cái vòng, nó có hai cái vòng bảo vệ à, thì đi qua vòng bảo vệ nó là một cái vùng đất được bảo vệ, có một cái là núi tuyết, một cái là sa mạc, nó nằm liền kề nhau à. Còn bên này có gì, mình nghĩ chắc không có gì đâu, toàn núi đá không à. Từ từ đi đi qua đây xem. À, vậy là mấy con đại bàng nó sống ở đây à, hay là mình có thể bắt mấy con đại bàng rồi, hôm trước không thấy à. Để xem có cái xi măng nào không mình trộm luôn. Không, có vẻ như mấy con hải ly này lười biếng, không có chịu làm tổ cho mình lấy. Không được rồi. À đây 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 đây. Đúng đúng rồi, đúng rồi. Cảnh này thật quen thuộc. À, bao nhiêu nhỉ? Hy vọng là được tầm 300 xi măng. Ba trăm tám mươi tám anh em ạ. À, trời, nó đá gì đâu luôn, nó đá ơi là đá. Ôi đây một cái tổ nữa này, trời, xong rồi xong rồi xong rồi, tất cả là của ta, xong rồi, trời, 400 gỗ luôn. Thế ra để mình đợi cho cái bọn hải ly này nó chạy ở đây, mình sẽ bay ra kia mình trộm nốt đó. Xong đời rồi. Trời, ôi dầu to rồi anh em, 400 mấy. Trời, 800 xi măng trong hai lần đi ăn trộm, đã đi ăn cướp các bạn ạ. Làm mình nhớ đến một cái chuyện ở trên mạng. Nên một số người họ ăn cắp cái nội dung nào đó họ đăng lại, nhưng mà họ không có ghi tác giả, thì coi là ăn cắp đúng không. Thì khi mà người ta phát hiện, khi mà người ta phát hiện ra là cái thằng này nó đăng bài, nó ăn cắp một cái gì đấy ở trên của người khác, thì nhiều người comment bảo là ăn cắp, không ăn cắp mà còn phải ghi nguồn à, bởi vì là có một số thằng đòi ghi nguồn anh em ạ. Nếu mà các bạn ăn cắp ấy mà không bị ai phát hiện thì tất nhiên là các bạn sẽ không ghi nguồn, bởi vì là không ai phát hiện đấy. Còn nếu mà đã bị người ta phát hiện rồi thì có lẽ là nên ghi nguồn. Nhà mình đâu nhỉ? Đây đúng không? Ủa nhà tôi đâu? À đây, 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 đây. Cũng hơi xa đấy. Nếu mà ăn cắp mà bị người ta phát hiện mà vẫn không chịu ghi nguồn thì nó sẽ thành ăn cướp anh em ạ. Thôi, cái này là không biết làm sao cho hết luôn. 800 xi măng, dầu ú sụ, 700 gỗ, trời, nhà thiếu gỗ à. Đài gỗ vờ này. Đó. Đã gì đâu luôn. Quá đã. Để mình lên mạng nhá, để mình lên mạng mình xem có cái danh sách thú của Mark Attention. Có con nào hay hớm không mình bắt. À đây rồi. Con cũng có khá nhiều các bạn. À, cú băng à. Từ từ nhá. Mình thấy có con cú băng này. Ủa sao không ghi ra được cái tên? À, tích vào đây à. Trời, level 61 anh em ạ. À, không được rồi. Thế thì để mình xem Madara.
Level 66. Trời ơi, không đủ cấp rồi. Con Gabang thì có hai con là con Gabang với con Gacha. Hai con này nó hơi chán. Con Gabang nó bay được, nhưng mà cái kiểu bay của nó là nó nhún nhảy rồi nó bay rất là kiểu như là nó nhảy bồng bềnh lên thôi à, chứ không phải được coi là bay anh em ạ. Con Gacha thì con này thì tem đút, nhưng mà đút theo kiểu gọi là vứt ra cho nó ăn á, nên là nó cũng mình chưa biết bắt như nào nữa. Có một con khá là hay, đó là cái con gì, Velonasaurus. Con này có vẻ là ổn này, Velonasaurus. À đây, đủ con này nó chính là cái con mặt mặt gì đây nó có một cái mặt bẩn bựa. Cái con này căn bản nó chính là cái con có khả năng bắn AK đấy anh em, bắn ra những cái viên đạn đấy. Velonasaurus, con này ở bên sa mạc. À rồi, ok. Vậy là mục tiêu của mình là sẽ qua sa mạc bắt cái con này à. Rồi, bắt cái con nào mới mẻ đi em, mấy con này biết hết trơn rồi. Velonasaurus. Rồi ok luôn. Mình sẽ chuẩn bị một ít dụng cụ này. Làm luôn cái yên. Thiếu da. Căng vậy. Thôi để làm sau đi các bạn, bây giờ chạy đi farm da ấy quá. Nói chung bây giờ mình cần bắt được con thú ăn thịt cỡ lớn, tầm ít nhất cũng phải tầm cỡ như con cano các bạn ạ. Rồi mới đi farm da farm thịt nó mới khỏe. Bò là con này ăn gì mình không biết, chắc ăn trái cây á. À các bạn xem video tặng cho mình một like, một đăng ký nhá. Sa mạc. Con này không biết là nó ăn thịt hay trái cây à. Nhưng mà mình nghi con này ăn trái cây. Nếu mà nó ăn thịt thì tốt hơn các bạn ạ. Tại vì là thú farm thịt nó mới farm thịt được. Farm trái cây thì mình không farm thịt được. Farm trái cây mình có con chi ke rồi. Wow. Ở đây nó còn có một cái đường đi nha các bạn này. Có cái đường đi ở trong thành phố đi ra ngoài này. Ôi dưới này sâu vậy. Tính ra là mình còn chưa bao giờ đi xuống cái phần cuối cùng của cái thành phố à. Ở dưới đây có mấy cái sông suối gì ấy. Nè. Sa mạc. À, ảo nhờ.
nó không rộng lắm anh em ạ, nó khá là bé chứ. Này cái vòng này, các bạn nhìn một cái là thấy hết cái vòng luôn này. Đó, đứng ở đây nhìn một cái là thấy hết cái vòng luôn. Cái gì đó các bạn, rất là bé nhá, nó không to lắm. Mình nghĩ là game họ nên làm cái phần sa mạc với lại núi tuyết nó to ra các bạn ạ. Làm như mặt này thực sự là hơi bé. Mình biết nó nằm bên sa mạc nhưng mà cái con Pelona này nó nằm ở đâu, cụ thể ở đâu thì phải đi tìm à. Phải đi tìm thôi à. Nhiều khả năng là nằm ở mấy cái hồ nước này này. À, đây. Nó 180. Được đấy, level cao quá nó khó anh em ạ. Bắt con 180 là đẹp rồi. Từ từ mình xây cái hai, mình không làm cái giường rồi. Bây giờ chết ở đây là mất. Là khó, tại vì con chim mình có một con à. Chết là chạy lại từ thành phố qua đây là không nổi đâu. Khó rồi. Cái trụ này nó không có cái phần bợ, cái bàn điều khiển đó các bạn. Cái trụ này nó không có. Cái trụ này nó trôi nổi không à. À, Tony nữa này. Có xác con nào để mình farm lấy ra không? À đây. Ủa, nhìn nhầm à? Ôi, nhìn nhầm rồi. Kiểu này chắc mình phải về nhà anh em ạ. Quay về nhà. Không, từ từ nha, thử nha. Đây. Mình sẽ thử săn con nào đó. Tám mươi à? Được. Ý mình là giết nó không phải tem đâu nha. Giết lấy ra. Rồi. À, chi tin này.
gỗ và thách. Ok. Ôi sao lắm cano vậy? Đây đây. Fiber. À, mấy con khủng long bên trong này vẫn đi ra ngoài được nè. Kìa, có mấy con laptop kìa. Đi ra ngoài. Tưởng đâu nó không đi ra ngoài được. À, game khô na, nó không cho xây này. Chặn kìa. Đây, xây ở đây. Mình muốn xây chỗ nào nó giấu giấu kín kín đi thôi à, không có gì cả. Chỗ này nó không cho xây rồi. Ở đây mới được. Họ đi săn các bạn ạ. Mình cả nhà có một con chim để dành á. Đó, đi săn nè. Chừa lại cho nó một ít thịt. 13 mũi tên là sợ không đủ nè. Làm thơm này. Level 48 rồi. Lại gặp cái bọn kiến này rồi. Khó chịu thật. Mình không có vũ khí cầm tay các bạn. Cấp nữa mới sợ chứ. Trời, ở đây nghe vẻ hơi căng à. 280 luôn này. Này. Nhưng mà mình thấy không ổn anh em ạ. Bọn này turbo nó tận 7000 nữa các bạn. Hay là mình xoay cái bẫy mình nhét nó vào. Trời ơi, con Tony à, trời ơi, Tony này ngon này. Level 500 anh em ạ. Xây cái bẫy đi anh em ơi. Nhốt nó vào rồi bắn.
Tại vì ở đây xa nhà quá nên là nếu mà mình chết ấy là nó sẽ rất là phiền phức. 208 này. Ném bồ lao không biết được không à. Đây đây đây, đây là mình sẽ liều một phen. Trời. Wow, ném bô la rồi. Con này kháng bô la rồi, nó vừa đi ra kìa. Con này không 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 chói được. Trời ơi. Xây bẫy rồi. Thôi Tony nó hung như kiểu nó đang đuổi con Moren kìa. Thôi, hôm nay mình đã mọc tóc. Trời ơi, chị già nâu đẹp này. Tóc nâu, trời. Thôi nó càng ngày càng đi ra cái chỗ này vậy. Con này buộc phải xây bẫy rồi. Trời. Để mình tìm cách lấy túi đồ mình cút à. Cút lẹ thôi. Từ đầu video vẫn chưa sơ muối được cái gì. Khó anh em ạ, à. Làm robot thì không được. Mà thật ra làm robot nó cũng hơi a đuổi. Tại vì cái con Evoker mình tạo ra nó có level 1 à. Ồ, chỗ này làm nhà cũng được ấy nhở. Trời ơi, đẹp chưa kìa. Nó. Wow, trời ơi, chỗ này làm nhà thì hết hết nước chấm luôn. Nó còn có một cái trụ ở ngay đây luôn thì. Wow. Chỗ này làm nhà đẹp này anh em ạ. Được á. Wow. Căn bản là nó gần cái sa mạc với núi tuyết à. Nó gần hai khu đó. Trời. Khu này đẹp thật sự. Trời, đây là cái chỗ nào đây? Thác nước này. Có cả cái đèn chiếu à. À, hay hớm đấy. Ủa nhầm rồi. Bên này mà. Không anh em ạ. Tôi nghĩ lại là làm nhà ở đây vẫn là đẹp nhất, đúng không? Làm nhà trước cổng lớn à. Ở đây là có cái suối nhỏ rất là đẹp. Hai bên sông nước hữu tình. Trời. Làm nhà ở đây vẫn là đỉnh nhất anh em ạ. Làm nhà giữa bản đồ thì đúng là không có gì cãi được. Đẹp.
tài nguyên ở đây cũng nhiều, không có cái lý do gì mình chuyển nhà qua khu vừa nãy. Rồi. Bây giờ mình sẽ, mình nghĩ là làm bẫy bằng đá đi, bằng gỗ là nó phá được ấy. Làm bằng đá thì mình sẽ để mình xem mình có đủ tài nguyên không. Mình còn chưa học đồ đá hay sao ấy. Cái gì cơ á? À thính thính thính. Đúng không? Thính đúng không? Mình không biết nó là cái gì. Nhưng mà mình qua để xem nó là cái gì. Ở đâu vậy? Ờ, là cái gì đây? Là cái gì? Ôi cái xương con nào nó to đùng kìa, xương Giga à? Ảo ma. Trời, cái chỗ này toàn mấy con Sida không à, xuống cái là nó vả vơ mồm các bạn, nó tát rụng răng á. Mấy ông đi ra chỗ khác rồi người ta nhặt thính, đúng rồi cái này thính á. Thính đỏ luôn. Má cái gì đây, không lấy được. Cái này có phải thính không? Cái gì á, gì á, gì á? Cái gì á? Ủa, what the fuck, cái gì á? Chả biết là cái gì các bạn ạ. Phá nó đi xem có gì à. Cái này nó giống như là một cái thử thách. Tức là mình phải tiêu diệt. Bọn kia đông vào được kìa. Nó bảo là mình phải giết ba cái con gì hay sao ấy. Là ba con nào? Nó giảm còn hai này, là mình phải tiêu diệt hai cái con tím, hai con tím nữa. Đây.
đầu quá, đầu 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 đầu. Ok, nó đi vào được chưa? Ủa rồi sao? Rồi sao? Cho Spino kìa. Mình giết ba con rồi, rồi sau đó cái Ủa rồi sao? Đoán già đoán mon con này level 300 lần. Đúng rồi, cái thánh này nó thu hút cái bọn thú đến rồi. Kìa, nó vu vào kìa. Trời ơi, nó vu lại kìa. Thôi 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 thôi. Cái âm thanh này như kiểu là nó bảo mình là mày đã thất bại, đúng không? Thông báo mày đã thất bại, cái tiếng nhạc nghe rất là feel. Hình như là nó bắt mình phải bảo vệ cái thính à, đánh hết cái bọn này đến cái bọn khác ấy, giờ nó mới cho đồ. Thế thì thôi anh em, bây giờ mình yếu quá sao đánh được. Yếu quá rồi. Ui mà con này lên level nhiều ấy nhở, lên 6 cấp này. Ui không tệ, không tệ một tí nào. Mình cũng lên level này. Sở tôn. Cái bọn này mình nghĩ chỉ cần xây cái cổng gate là được rồi anh em ạ. À, đúng không? Xây 4 cái cổng gate là được rồi. Cần gì phải xây nhiều làm gì? Tám trăm đá. Trời đất ơi. Một tiếng rồi anh em vẫn chưa làm được cái gì. 800 đá nữa. Ủa, hôm nay cố gắng bắt được cái con nào à? Con Tony cũng được, hoặc là cái con Velona. Không thở thất bại như này được các bạn ạ. Quá mệt, không chịu được. Rồi, hết mana luôn. Đúng không? Đúng không? Tuy nhiên là cái cửa S cộng nó hay tự mở ra mở vào ấy, tắt mở rất là phiền, nên là mình sẽ xây cái cột đá để mà thay vào. Thông minh không? Thông minh mà.
Số 5 thì hơi nhiều này. Số 3. Stone và thách. Sắp xong rồi. Stone và thách. Mà các bạn nhận ra điều gì không? Đó là mình nhận thấy là cái bản đồ này nó hình như không có ban đêm hay sao ấy. Đúng không? Này. Mình không thấy nó có ban đêm hay sao. Mình chơi hôm trước có không nhở? Mình không nhớ nữa. Khách bây giờ đi bay chim vậy. Ở đây hết cây rồi. Chim ơi, đây đây đây. Trong này nhiều cây này. Đó. Cây nó cũng không phải ít ha. Sau nhiều lần đi xung quanh thành phố mình thấy là cây rất là nhiều ấy. Chẳng qua chỗ mình sống nó cây nó hơi thưa thớt thôi. Ai nhầm rồi. Đi thôi, xong rồi. Quay lại phục thù các bạn ạ. Trời. Ô cái gì đây? À không có gì. Tưởng đâu lại có một cái đường cống nữa thì hay à. Ủa tối rồi nè. Trời ơi ban đêm mà cái cột cái obelisk nó màu đỏ nhìn nhìn nó sợ không? À. Cái này lạ nha. Thành phố cái khu vực trung tâm thì nó không bao giờ trời tối mà trong mấy cái này có trời tối này. Thú vị nhờ. Rồi xong cái giường mình xây ở đâu rồi? À đây 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 đây. Nó kìa. Má lúc đầu mình xây không có nhiều thú mà bây giờ nó bu lại nhà mình kìa. Khó khăn vậy. 560, 160, 100, con này này, 280 này, con này vừa tắm mình các bạn, 2, 340, 60, đây, đây. Giấu con chim ở đây.
Hả, giấu con chim ở đây à? Xài bẫy này. Đâu rồi, nó đâu rồi? À, nó đây. Chỗ này nó không cho xây mới hay. Đâu rồi? Nó cứ xây đại ở đây đi. Bão à? Trời, nó có đi ra được không nhờ? Cái gì đấy? Ba trăm tư. Má cái ông ngầm. Trời ơi, đặt cái kia nhưng mà đang cầm cái ống nhòm nó lại không cho đặt. Đáng lý là đặt được cái trụ rồi anh em ạ. À. Mẹ nó. Trời rồi rồi xong đời tôi rồi. Cái ống nhòm chó chết. Đi ra ngoài rồi. À không không. Rồi xong con kia nó canh rồi. Cốn nạn. Chó nhá. Nó không nhìn thấy mình đâu. Mình là có cái màu da nâu nâu hòa với lại đất đá như này. Nó không thấy đâu anh em ạ. Nó sẽ không thấy đâu nhỉ. Hả à. Mày cứ đợi đấy. À, nó quay lại kìa, nó cả phát là mình đi luôn á. Nhốt cái con này lại. Trời, nó đi ra ngoài rồi. Mình đang tính bắt nó đây anh em. Mẹ nó đi ra ngoài rồi. Con Venom chắc nó không đi ra được cái khe này đâu. À. Để mình chạy vừa mình làm cái bẫy gấu ấy anh em ạ. Tầm này khỏi mặc quần áo luôn, mặc cũng như không à, chết tươi rồi. Chắc là đi lên bằng cách nào đây? Rồi, xong không lên được. Hay à, không lên được luôn kìa. Nào. Đùa không à? Không vui gì hết. Này các bạn nghĩ mình bắt được con này không? Con Tony đỡ sau đi à. Và quan trọng là cái con Velona anh em ạ. Mục tiêu vẫn là bắt con đấy à. Con Tony nếu mà bắt được thì bắt thôi.
Coi bộ là sau chuyến này là phải bắt một con cano à. Có cái con nó đi theo nó bảo cơ. Như này là bị ăn hiếp hoài, rất là mệt. Còn Chica thì nó không farm thịt được nên là đuối. Xa quá. Đi rất là xa nha mọi người. Con chim này là bay nhanh lắm rồi á. 270 tốc độ bay chứ chả ít đâu. 270 tốc. Bay như cái máy luôn. Lần này nếu mà mình xây bẫy theo kiểu mà xây một cái nhà một tầng rồi làm cái cầu thang dụ nó lọt vào thì nó dễ hơn à, nhưng mà xây kiểu đấy là nó tốn nhiều tài nguyên. Với lại mình tính là xây mấy cái này ra rồi sau này bắt xong á là mình sẽ thu nó lại, sau đó là đến cái nơi nào mà muốn bắt thì lại đặt ra thôi. Tại vì cái đồ SS là mình có thể thu ra đặt lại. Đúng rồi, đúng rồi. Cano level mấy? Level cao tóm luôn. 140 à, thêm phụ bỏ vậy. 140 yếu lắm. Rồi. Tuyệt vời. Body da nâu đang chạy, con cả đít. Kìa nó đuổi kìa. Nó có đuổi ra ngoài này không? Có. Trời ơi nó ra kìa. À, làm sao cắt đuôi con chó này đây? Ai làm gì nó đâu? Làm khó nhau à. Mình chạy. Con nào? Trời, nó vừa ra con ngựa này. Tưởng cái gì? 80 à? Cắt đuôi chưa? Nhà báo việc các bạn. Anh ấy còn đuổi theo xin chữ ký. Giết nó luôn đi. Bây giờ giết cũng khó chứ mình có gì đâu mà giết nó. Anh em lấy con chim ra xiên nó nhở. Chim ơi. Chim à. Ra đây. Có việc. Trời nó bay kìa. Má nó 270 tốc độ bay giờ nó làm cái trò này nó bay cho mình đuổi kìa. Bẩn thật sự. Đứng im. Chỉ có sau này bắt được đại bàng rồi nó gánh mình thôi anh em ạ, chứ tầm này khó cứu à. Tung. Nhạc hay đấy.
Trời, người đá ở đâu đây? Nè, người đá nè. Level 400. Rồi cái con Velona kia đâu? À đây đây đây, phải không? Trời ơi đông thú quá. Bắt con này con kia nó đả động ngay. Đông thế. Đây 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 đây, chỉ còn trò này thôi các bạn, chỉ còn trò này thôi. Đứng ở đây bắn nó. Còn Tony này nữa anh em ạ. Chim này giết hết được không ta? Được á. Được, được. Hụt kìa. Trời. Mà nó bắn thẳng lỗ đích kìa. Rồi xong phim. Nó không bay được kìa. Thôi xong rồi. Bay đi con ơi, bay đi. Bay được mà, sao nó không chịu bay? Túi đồ nữa chứ. Mẹ. Anh quay đầu đi anh ơi. Đúng rồi. Quay đầu đi. Đừng bay nữa ông nội. Đây là lúc nào rồi con bay? Cái lúc cần bay thì không bay. Bay bay cái gì? Tôi mệt lắm ông ạ. À ta nè. Đuổi theo, nó có đuổi theo không? Có. Đi vào bãi đê, đi vào bãi đê, đúng rồi. Kìa, nó bắn vào đá kìa, ảo ma. Ủa sao cái bãi mình mất rồi? Oh what the fuck. Sao nó mất rồi? Ủa thằng nào đi vào đây à? Con này nó khó cái là nó không đuổi theo mà nó... hay rồi. Má con cano.
Ok. Chầm hai à. Trời, bờ tay của mình cũng level 500 chứ bộ, yếu đâu. Sao mà ra được anh ơi. Tung. Nhạc hay nhờ. Nhạc combat hay vãi. Cái gì đây? Má cười ẻ luôn, nó đi ra ngoài kìa. Trời ơi, vậy mà nó đi ra ngoài được mới hay á. Hay á, khá. Anh đi ra ngoài như không có gì luôn, được vãi. Trời, anh xỉu rồi kìa. Thôi nha, mấy con Tony thôi nha. Ôi đội ơn đội ơi, con cano này tập ngày nay mấy like anh em nó xỉu rồi, mày chết nó ăn thịt đi nha, ăn thịt có thịt đùi bắt cho nó nhanh à. Ok không, đồng ý không, ăn thịt đùi nha. À, mày hung như vậy mà mày ăn trái cây là không được đâu nha, ăn thịt đi, có thịt đùi đàng hoàng luôn. Ồ, thịt đùi nó tan hết rồi, nó hư rồi. Đây có mà. Ô, anh Tony ơi, quá toàn level 100 mấy à, ba con lận. Ôi nhạc hay quá. Ô nhạc hay. Nếu mà không muốn sống thì ra đây, ta giúp ngươi đi chết. Rất mệt. Trời. Hơi căng. Nó trồng gai dã man con gà. Mình đã nói là mình thừa thịt rồi, không cần cho mình thịt nữa, bà con nó cứ vào cho mình thịt. Trời ơi, bao nhiêu hồ môi rồi. Giọt mồ hôi công sức của chị da nâu từ nãy giờ anh em. Trời ơi. Trồng kìa. To không? Wow, nó sóng mó với con này từ nãy giờ anh em ạ. Một em Velona. Thôi. Làm nào cất con này đi vào chỗ nào an toàn. Chưa có yên. Đi ra đây. Wow, giờ lại có con nào nó lòi lòi ở đây này.
chạy theo nhanh nhanh nhanh, đừng để bọn kia target, nhanh lên em, ngoan, nhanh lên chậm thế, giấu nó ra đây này, nhanh lên em ơi, nó bọ cạp nó dí theo kìa, đúng rồi, an toàn rồi, đi ở đây, nhanh nhanh nhanh, đúng, tuyệt vời. Đúng rồi em. Em đứng đây cho anh nhờ. Thật đứng đây cho chị. Ôi, ôi trời mưa à, what the fuck. Ô, trời mưa nè. Rồi video ngày hôm nay nó dài lắm rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye mọi người nha. Nhớ để lại cho mình một like và đăng ký. Bye bye. Bye bye. Rồi, Velonasaurus. Wow. Bye bye mọi người. Bye bye. Trời mưa rồi. Ấm người rồi.